Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 29 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội thảo khoa học di tích lịch sử quốc gia Cây Đa và đền La Tiến, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nông dân Trịnh Văn Định, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên sáng chế dây chuyền chế biến hạt sen khô, nâng cao năng suất lao động. Viettel Hưng Yên đẩy mạnh hoàn thiện dịch vụ 4G. Tai nạn giao thông tại nút giao thông giữa đường Nguyễn Văn Linh với Trần Quang Khải làm một người bị thương nặng. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân Hưng Yên, thành lập tỉnh đội dân quân Hưng Yên, mùng 1 tháng 4 năm 1947, mùng 1 tháng 4 năm 2017. Sáng nay, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Di tích lịch sử quốc gia Cây Đa và đền La Tiến, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Dự hội thảo có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thảo. Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, đồng trưởng ban tổ chức hội thảo. Đại tá Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, đồng trưởng ban tổ chức hội thảo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số bộ ngành trung ương, đại diện quân khu 3, các nhà sử học, các tướng lĩnh quân đội, công an và nhân chứng lịch sử, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh. Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh. Thưa các đồng chí, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Hưng Yên cùng với nhân dân cả nước phải đương đầu với nhiều thế lực ngoại xâm. Qua đó đã góp phần chiến thắng những kẻ thù hung bạo có tiềm lực kinh tế, quân sự lớn mạnh. Hưng Yên đã không ngừng vươn lên, phát huy cao độ ý chí kiên cường, trí tuệ và năng lực sáng tạo, cùng nhân dân cả nước tiến hành kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước. Thời nào Hưng Yên cũng có những địa linh và nhân kiệt, lưu dấu những chiến công oanh liệt, vun đắp nên truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, tiêu biểu như từ năm 548 đến 555, tại căn cứ Đầm Dạ Trạch, Triệu Việt Vương cùng với nhân dân đã vùng lên đánh đuổi giặc Lương thế kỷ 13. Dân binh Hưng Yên đã góp phần cùng tướng quân Phạm Ngũ Lão và đại quân của Trần Quốc Tuấn quét sạch quân Nguyên Mông thế kỷ 14, góp phần vào chiến thắng lẫy lừng chống giặc Minh của nghĩa quân Lam Sơn Lê Lợi cuối thế kỷ 19. Khởi nghĩa Bãi Sậy ở Hưng Yên đã là điểm sáng trong phong trào yêu nước chống thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ muôn vàn kính yêu, truyền thống yêu nước ngày càng được phát huy cao độ và trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hưng Yên có lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân nức tiếng anh hùng, mà ở đó liệt nữ anh hùng Trần Thị Khang đã là biểu tượng sáng ngời của tấm gương kiên trung bất khuất, cùng với địa danh Cây Đa La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, đã trở nên bản anh hùng ca bất diệt, trở thành địa chỉ đỏ bi tráng và anh dũng, chứng tích hùng hồn vì chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần quật khởi, sắt son, bền gan, vững chí, một lòng theo đảng của đảng bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Cách đây 70 năm về trước, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp, La Tiến trở thành địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu về quân sự, án ngữ phía Nam Hưng Yên, phía Bắc Thái Bình và phía Tây Hải Dương. Hệ thống giao thông thủy bộ rất thuận lợi cho việc chuyển quân, vận chuyển lương thực, thực phẩm, chi viện cho khu vực tả ngạn sông Luộc. Mặt khác, đây là địa bàn trung tâm có phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, thực dân Pháp đã lấy La Tiến là vị trí chiếm đóng, lập bốt, án ngữ nhằm ngăn chặn sự chi viện sức người, sức của từ các vùng lân cận và đàn áp phong trào cách mạng của quân và dân trong vùng. Ngay từ buổi đầu chiếm đóng, địch đã ra tay khủng bố, thiết lập vành đai trắng vô cùng tàn bạo,
Chúng bắt hàng nghìn người dân và du kích trong vùng, đem về Bốt La Tiến tra tấn dã man và giết hại bằng nhiều hình thức vô cùng man dợ. Nhiều cán bộ, đảng viên, bộ đội, du kích và quần chúng cách mạng bị địch bắt tra tấn dã man nhưng vẫn giữ vững khí tiết và hy sinh anh dũng, tô thắm truyền thống của quê hương văn hiến và cách mạng. Thưa các đồng chí, ngày nay cây đa và đền thờ La Tiến đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia, trở thành biểu tượng cho tinh thần kiên cường, bất khuất, quật khởi của nhân dân Phù Cừ nói riêng, nhân dân Hưng Yên và cả nước nói chung. Đền thờ và cây đa La Tiến không chỉ là nơi lập bia căm thù, khắc ghi tội ác của kẻ thù, mà còn là địa điểm tri ân những chiến sĩ, đồng bào trong tỉnh và các tỉnh lân cận đã hy sinh anh dũng để bảo vệ từng tấc đất, khúc sông quê hương. Xuất phát từ lý do trên, mục đích của hội thảo lần này là tiếp tục làm rõ những giá trị lịch sử của di tích quốc gia cây đa và đền thờ La Tiến. Mỗi tham luận, bài viết, bài tường thuật tại hội thảo sẽ là những nén tâm nhang tưởng nhớ và tri ân sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào tỉnh Hưng Yên và các tỉnh lân cận tại di tích lịch sử quốc gia cây đa và đền La Tiến. Các tham luận tại hội thảo cũng sẽ là những bài viết sinh động, đầy sức sống nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị lịch sử của di tích quốc gia cây đa và đền La Tiến nói riêng, hình ảnh vùng đất và con người Hưng Yên nói chung trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thảo, phát biểu khai mạc hội thảo, đã nêu bật ý nghĩa và giá trị lịch sử của cây đa và đền La Tiến, chứng tích tội ác chiến tranh của thực dân Pháp, đồng thời là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân dân Hưng Yên. Kính thưa các đồng chí, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hưng Yên có nhiều phong trào đấu tranh cách mạng, nơi bao bọc, nuôi giấu các đồng chí lãnh đạo của Đảng, nơi tổ chức nhiều hội nghị quan trọng của Đảng, đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Địa bàn tỉnh Hưng Yên còn hàng nghìn di tích lịch sử cách mạng, nhiều di tích được xếp hạng quốc gia, trong đó di tích cây đa và đền La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ là di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu. Nơi đây là một địa chỉ đỏ về truyền thống cách mạng, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần chiến đấu anh dũng, quật cường của cán bộ, chiến sĩ, quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong gần 5 năm 1949 đến 1954, thực dân Pháp và tay sai đã giết hại 1.145 chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước của ta. Cây đa La Tiến đã trở thành biểu tượng cho sự bất khuất, kiên cường của quân và dân ta, của người dân xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ và người dân trong vùng lân cận. Với những giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng di tích cây đa và đền La Tiến là di tích lịch sử quốc gia. Kính thưa các đồng chí, di tích lịch sử quốc gia cây đa và đền La Tiến tọa lạc trên khuôn viên rộng hơn 3.000 m², tại vị trí Bốt La Tiến xưa gồm đền La Tiến, bia căm thù, cây đa cổ thụ. Việc quan tâm bảo tồn, tôn tạo di tích cây đa và đền La Tiến là một việc làm thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy hệ thống di tích lịch sử cách mạng của tỉnh, khơi dậy lòng tự hào, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước. Sau Hiệp định Geneva hòa bình lập lại trên miền Bắc, theo nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, sự nhất trí của các cấp có thẩm quyền, Ủy ban nhân xã Nguyên Hòa đã xây dựng bia căm thù để khắc ghi tội ác của thực dân Pháp và bè lũ tay sai, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng chí đồng bào ta đã hy sinh. Tháng 4 năm 2005, cây đa La Tiến được xác nhận thuộc danh mục cây cổ thụ cần được chăm sóc và bảo vệ, như đối với di sản văn hóa lịch sử. Năm 2008, thực hiện dự án tu bổ tôn tạo di tích bia căm thù và cây đa La Tiến với sự đầu tư tài trợ của nhiều tổ chức cá nhân. Năm 2010, đền La Tiến
đã được khánh thành. Trải qua gần 70 năm trên vị trí bốt Na Tiến xưa, đền Na Tiến, tấm bia Căm Thù và cây đa cổ thụ vững chãi cùng thời gian là chứng nhân cho ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân ta. Bằng chứng tố cáo tội ác tàn bạo của quân thù, đây là tài sản tinh thần có giá trị to lớn, có tính dân tộc và mang tính dấu ấn thời đại. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm của quân và dân trong tỉnh, sự quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, doanh nhân ở trung ương và địa phương, địa điểm cây đa và đền Na Tiến sẽ luôn là một địa chỉ đỏ, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nơi bảo tồn và gìn giữ những giá trị nhân văn sâu sắc, truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp của dân tộc và sẽ được phát huy vai trò, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của quê hương và của đất nước ta. Tại hội thảo, có gần 20 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học và các nhân chứng lịch sử cùng gần 40 tham luận, các bài viết, các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an, các nhân chứng lịch sử gửi về ban tổ chức hội thảo, đã chỉ rõ những giá trị lịch sử và ý nghĩa cách mạng to lớn của phong trào cách mạng tại La Tiến, Phù Cừ xưa kia và di tích lịch sử quốc gia Cây Đa và đền La Tiến ngày nay. Nói đến di tích của chúng ta là chúng ta nhớ đến một cái nguyên lý mà ông cha chúng ta đã để lại như là một cái phẩm chất, như một cái bản lĩnh. Bên kia đạn sắt, bên ta gan vạc. Có thể nói đấy là một cái ý chí mà dân tộc chúng ta đã đương đầu trong lịch sử với tất cả những kẻ thù, dù có thể hung bạo nhất, dù có thể là mạnh mẽ nhất. Vậy thì trách nhiệm của chúng ta làm gì? Cái sự kiện mà chúng ta đang kỷ niệm cũng đã vượt cái thời gian của cái sự sống sinh học của con người. Rồi mai đây, cái thế hệ đã làm nên những trang sử ấy sẽ không còn nữa. Và cái điều nguy hại nhất trong việc viết sử là làm cho những phó sử ấy vô nhân xưng. Phó sử ấy không có bóng dáng con người. Vì thế cái việc mà chúng ta lưu giữ lại những thế hệ đã khuất để làm sao cho những thế hệ đang tiếp nối cái sự nghiệp ấy nó đủ sức mạnh, đủ kinh nghiệm để mà vượt qua tất cả những thử thách, cũng có nghĩa là để đi tiếp con đường mà thế hệ trước đã đi. Chúng tôi nhìn vào những ý tưởng ban đầu, dù mới là những bản vẽ, cũng như qua ý kiến của nhiều vị, từ các vị lãnh đạo đến những nhân chứng lịch sử, những người trong cuộc, đến các nhà chuyên môn, chúng ta có thể hình dung được một tương lai gần đây thôi. Trên mảnh đất của La Tiến, trên mảnh đất Hưng Yên, chúng ta có thêm một cái địa chỉ, một cái di sản, cũng là một cái mỏ lớn để chúng ta khai thác. Chính cái câu chuyện mà đề tài ngày hôm nay chúng ta đề cập tới nằm ở một địa phương thôi, nhưng nó gợi ra cả một vấn đề của dân tộc chúng ta. Một dân tộc chúng ta trải qua rất nhiều những hy sinh to lớn và vẫn tiếp tục phải đương đầu để cái tinh thần quyết tử cho Tổ quốc cái sinh ấy nó phải sống mãi ngay cả trong công cuộc xây dựng hòa bình của đất nước. Với tất cả cái suy nghĩ ấy, chúng tôi hết sức biết ơn và cảm thấy mình rất là may mắn được tham dự cuộc hội thảo này. Điều đó nó cũng thể hiện được cái hiệu quả rất là tích cực, cũng là cái thành công của hội thảo chúng ta. Ngày nay, di tích lịch sử quốc gia Cây Đa và đền La Tiến trở thành biểu tượng cho tinh thần kiên cường, bất khuất, cuột khởi của nhân dân huyện Phù Cừ, nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tại đây, không chỉ là nơi lập bia Căm Thù, khắc ghi tội ác của kẻ thù, mà còn là địa điểm tri ân những chiến sĩ, đồng bào trong tỉnh và các tỉnh lân cận đã hy sinh anh dũng để bảo vệ từng tấc đất, khúc sông quê hương. Qua ý kiến của tất cả các đại biểu và các đồng chí đã khẳng định, làm rõ và chứng minh những vấn đề cơ bản sau đây.
Một, di tích lịch sử quốc gia Cây Đa và đền La Tiến có vị trí hết sức đặc biệt, có nhiều giá trị phong phú và sâu sắc. Tại sao lại nói đây là một cái di tích đặc biệt? Vì đây là mảnh đất địa linh nhân kiệt. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xanh, đồng chí Hà Đăng, anh Dương Trung Quốc và trong các bài tham luận đều khẳng định đây là một vùng đất địa linh nhân kiệt. Và La Tiến có một ý nghĩa hết sức sung yếu và quan trọng về mặt quân sự cũng như kinh tế, xã hội. Chúng tôi cũng rất bất ngờ khi mà anh Xanh đưa ra cái thông tin là Nguyễn Du có một cái bài thơ rất hay ở đây. Nên chăng là sau này chúng ta phải đưa cái bài thơ ấy vào khu di tích của chúng ta, một đại thi hào. Đây còn là một cái di tích đặc biệt vì chỉ xung quanh một gốc đa đã có 1.145 đồng bào, chiến sĩ và người yêu nước của chúng ta bị giết hại. Đây cũng là nơi chứng kiến cái tinh thần anh dũng kiên cường kéo dài trong nhiều năm trước tội ác hết sức dã man của quân thù, nhưng không một ai khai báo, một lòng trung thành với Đảng. Chỉ trong cái chỗ Cây Đa để thôi, liên quan đến nó, chúng ta đã có 5 danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Trung đoàn 42, xã Nguyên Hòa, liệt sĩ Trần Thị Khang, đồng chí Hoàng Đăng Vinh và anh hùng Lê Văn Nổ. Có lẽ ở các cái nơi khác, cái chiến trường khác, các cái địa danh khác không có được. Cho nên chúng ta xác định đấy là một cái di tích, chúng ta làm sáng rõ thế. Đây là một di tích lịch sử quốc gia nhưng mà rất đặc biệt. Và đây là một di tích cũng có nhiều giá trị hết sức phong phú, sâu sắc, phong phú về nhiều mặt. Đây nữa là nơi minh chứng cho tội ác của quân thù, của chủ nghĩa thực dân cũ đối với nhân dân ta trong kháng chiến. Nhưng mà nó cũng là nơi để minh chứng cho cái truyền thống và cái tinh thần một lòng một dạ với Đảng. Buổi hội thảo khoa học di tích lịch sử quốc gia Cây Đa và đền La Tiến, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã thành công tốt đẹp. Đài chúng tôi sẽ trích đăng các tham luận tại hội thảo vào các chương trình tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tối qua, 28 tháng 3, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề Tiếp lửa truyền thống. Dự buổi giao lưu có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Tham dự buổi giao lưu có 8 đơn vị gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viettel Hưng Yên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Các đơn vị đã mang đến buổi giao lưu 16 tiết mục gồm hát múa, hát chống quân và độc tấu đàn bầu với chủ đề về người lính, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và truyền thống hào hùng vẻ vang của quân và dân Hưng Yên. Chương trình đã để lại ấn tượng đẹp cho đông đảo khán giả tới thưởng thức. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các tin tức khác. Nhằm tạo ra những máy móc hiện đại thay cho các thao tác thủ công của người dân trong chế biến hạt sen, ông Trịnh Văn Định ở thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã sáng chế ra dây chuyền chế biến hạt sen khô giúp nâng cao năng suất lao động. Từ nhỏ, ông Định đã có niềm đam mê sáng chế máy móc. Sau thời gian theo học ngành cơ khí và trải qua một số công việc, ông Định trở về địa phương mở xưởng chế tạo của riêng mình. Hễ ai có nhu cầu về các loại máy phục vụ sản xuất là lại đến tìm ông, từ máy bơm, máy thuốc lúa, máy trà vỏ xấu, hệ thống tời vận chuyển hàng, v.v. Ông đặc biệt dành nhiều tâm huyết để chế tạo ra loại máy chế biến hạt sen vốn trước đây phải làm bằng tay. Khi mình làm bằng máy móc thì cái hiệu quả công việc sẽ lớn hơn và sẽ giảm được cái người lao động đi. Bởi vì làm cái hạt sen này thì thực ra để mà con người ta làm thì cảm thấy nó rất là chậm và nó ì ạch lắm. Thế mình muốn nghĩ là thay đổi cái công việc bằng thủ công đưa vào bằng máy thì người ta làm nó sẽ năng suất hơn. Thế thì ngay từ lúc ban đầu là đã nghĩ ra cái máy để mà phân loại hạt sen rồi, cải tiến cái máy để chặt sen của tàu. Sau đấy bắt đầu phát triển thành cái hệ thống công việc nó như thế này.
Không dừng lại ở những sáng chế ban đầu, ông Định liên tục cải tiến để chúng hoạt động hiệu quả hơn, như thay đổi kết cấu lưỡi dao của máy chặt gen, liên kết các máy chặt gen đơn lẻ với nhau để chúng hoạt động đồng thời. Ông còn chế tạo thêm nhiều loại máy mới như máy phân loại hạt, đếm hạt, thông tâm gen, máy sấy. Sau cùng, ông kết nối hoạt động của chúng tạo thành một dây chuyền liên hợp tự động đáp ứng mọi khâu từ nguyên liệu thô ban đầu đến hạt gen khô thành phẩm. Quá trình này không phải trải qua các khâu trung gian như cách làm truyền thống, đặc biệt không sử dụng chất bảo quản. Ông Định có dự định chế tạo hệ thống máy móc chế biến long nhãn. Mong muốn của ông là sẽ sản xuất ra long nhãn, hạt sen an toàn để thứ đặc sản của quê hương có chỗ đứng trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, xác định 4G là đẳng cấp công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống của xã hội văn minh, đặc biệt là giới trẻ yêu công nghệ, doanh nhân và những người cần phải xử lý nhiều thông tin, giao dịch điện tử. Viettel Hưng Yên đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công nghệ này ngay trong đầu quý 2. Là thế hệ thứ tư của công nghệ viễn thông di động không dây sau công nghệ 3G, công nghệ 4G thể hiện sự vượt trội nhờ tốc độ download và upload nhanh chóng, cho phép người sử dụng dịch vụ truyền tải cuộc gọi video HD, lập bản đồ và truyền dữ liệu trực tuyến nhanh nhất. Viettel Hưng Yên đã quyết tâm hoàn thành trước kế hoạch từ 3 đến 6 tháng là đưa dịch vụ 4G vào phục vụ khách hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 280 trên 310 trạm BTS đưa vào hoạt động phát sóng 4G, đạt trên 90% kế hoạch phải hoàn thành trong quý 3 năm nay. Nhờ cơ bản đảm bảo công suất phát sóng 4G nên chất lượng dịch vụ của đơn vị được khách hàng đánh giá rất cao hơn hẳn dịch vụ 3G cũ. Em thấy là sau khi chuyển sang mạng 4G dùng ấy, thì em nghe gọi sẽ đường truyền ổn định hơn này. Em vào Facebook thì lát ảnh, xem những ảnh hoặc là video cũng nhanh hơn. Và nghe gọi video và Messenger cũng không bị mất hình như trước nữa. Khi mà mình vào mạng thì tốc độ của nó khỏe hơn. Khi mình live stream trực tiếp thì không cần mất quá nhiều giây để chờ đợi, chỉ cần 3 giây là mình đã live trực tiếp rất là nhanh rồi. Theo nhận định của đại diện Viettel Hưng Yên, thì hiện tại đơn vị đang sử dụng sóng 4G LTE có tốc độ băng thông tối đa là 50 Mbps trên giây, nâng tốc độ nhanh hơn tốc độ 3G từ 3 đến 4 lần. Chúng tôi cam kết sẽ mang cái chất lượng 4G tốt nhất cho người dân Hưng Yên. Nhu cầu giải trí của chúng ta được tốt hơn và công việc của người dân sẽ được rút ngắn và thuận lợi hơn. Với mức độ khai thác băng thông 4G mới đạt ở mức 6/15 đối với tốc độ upload, Viettel Hưng Yên vẫn đang tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và từng bước chinh phục tiếp các nấc thang nhằm đưa đến cho khách hàng sử dụng dịch vụ 4G tốt nhất Full Cat LTE. Sáng 28 tháng 3, tức ngày 1 tháng 3 âm lịch, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên đã tổ chức khai mạc lễ hội Đền Bà Chúa Kho năm 2017. Đền Bà Chúa Kho được xây dựng vào thế kỷ 17, đời Lê Hy Tông 1676-1681. Thờ Bà Chúa Kho có tiên thật là Lê Bạch Nương, thuộc dòng dõi hoàng tộc nhà Lê. Bà là người có nhan sắc lại tinh thông văn võ, nên được triều đình phân công phụ trách kho ngân khố tại Vĩnh Ti Đồn, tên gọi trước kia của Phố Hiến. Khi giặc ngoại xâm đến, bà đã cùng quân sĩ dũng cảm chiến đấu, quyết giữ kho ngân khố. Nhưng do thế giặc quá mạnh, kho ngân khố đã dần rơi vào tay giặc. Giữ trọn lòng trung, bà đã tự vẫn bằng cách lấy máu của mình, vẩy lên các vựa bạc làm quân giặc khiếp vía mà lui binh. Triều đình đã cho lập đền thờ để tưởng nhớ công lao của bà và ban mỹ tự là Thiên Phủ Linh Tử. Đền nằm trong quần thể di tích thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Lễ hội Đền Bà Chúa Kho diễn ra trong 3 ngày từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3, tức từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 3 âm lịch. Điểm khác biệt trong cách thức tổ chức lễ hội tại đây đó là không xuất hiện các hiện tượng mê tín dị đoan, cò mồi, viết sớ, dịch thẻ, khấn thuê và không thu phí trong giữ xe của khách. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, tại nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường Trần Quang Khải đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe taxi với xe đạp, làm một người bị thương nặng. Vụ tai nạn giao thông xảy ra trước cổng Liên đoàn Lao động tỉnh khi xe ô tô taxi Hà Nội biển kiểm soát 30A26001 lưu thông hướng từ chợ gạo về trung tâm thành phố Hưng Yên. Đến khu vực trên đã đâm vào người đi xe đạp đang đi từ đường Trần Quang Khải, cắt ngang đường Nguyễn Văn Linh.
Hậu quả vụ tai nạn đã làm người điều khiển xe đạp bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hai phương tiện xe ô tô và xe đạp bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hưng Yên đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết tại nút giao này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông vào các giờ cao điểm. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thủ tướng Anh Theresa May ngày 28 tháng 3 đã ký lá thư lịch sử gửi Liên minh châu Âu EU với nội dung chính thức thông báo về quyết định Anh sẽ rời EU và sẽ kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon. Lá thư sẽ được chuyển đến Bỉ và do đại sứ Anh tại EU trao cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Động thái này là bước khởi động chính thức tiến trình đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu sau 44 năm gắn bó. Sau khi Anh kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon, thì EU cũng sẽ ra các tuyên bố và quyết định chính thức công nhận việc rời bỏ khối. Tuy nhiên, tiếp sau đó mới là chặng đường gian nan với các cuộc đàm phán trên mọi lĩnh vực. Bởi lẽ sau 44 năm gắn bó, Anh đã tham gia gần như trọn vẹn vào mọi thiết chế của Liên minh với các điều khoản ràng buộc rất chặt chẽ, nên để có thể rút lui khỏi tất cả các ràng buộc pháp lý này một cách hợp lý là việc rất phức tạp. Quốc hội Scotland hôm 28 tháng 3 đã nhất trí ủng hộ đề xuất của Thủ hiến Nicola Sturgeon liên quan đến việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về độc lập tách khỏi khối Liên hiệp Anh. Cơ quan lập pháp Scotland đã thông qua đề xuất của Thủ hiến Sturgeon với 69 phiếu thuận và 59 phiếu chống. Việc cơ quan lập pháp Scotland đưa ra quyết định trên sẽ giúp bà Sturgeon có thể xin phép Quốc hội Anh thúc đẩy công tác chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý mới. Chính phủ Anh ngay sau đó tuyên bố bác bỏ đề xuất này và sẽ không tham gia quá trình đàm phán liên quan đến đề xuất của chính quyền Scotland tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019. Văn phòng Công tố Liên bang Đức ngày 28 tháng 3 đã mở cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc tình báo Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi những người được cho là ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen tại Đức. Cuộc điều tra được tiến hành sau xuất hiện cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi bí mật những người Thổ Nhĩ Kỳ đang sống ở Đức, ủng hộ phong trào của giáo sĩ lưu vong, giáo sĩ Fethullah Gulen. Ông Fethullah Gulen bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7 năm ngoái, nhằm lật đổ Tổng thống Erdogan, bất chấp việc hai nhân vật này từng một thời là đồng minh thân thiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28 tháng 3 đã ký sắc lệnh dỡ bỏ các chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu của cựu Tổng thống Barack Obama nhằm ủng hộ ngành than của nước Mỹ. Sắc lệnh mới của Tổng thống Mỹ gỡ bỏ ít nhất 6 chỉ thị của người tiền nhiệm Obama nhằm hạn chế biến đổi khí hậu và giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Việc ký sắc lệnh là một trong những cam kết lúc vận động tranh cử của ông Trump nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành than của nước Mỹ. Nhưng điều đó khiến nhiều người hoài nghi về vai trò của Mỹ trong việc chống tình trạng nóng lên toàn cầu. Chính phủ Trung Quốc vừa qua lên tiếng kêu gọi Pháp bảo vệ công dân của nước này sau vụ cảnh sát nổ súng giết chết một người Trung Quốc, dẫn đến biểu tình bạo lực hai đêm liền. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi đơn khiếu nại chính thức cho Pháp và yêu cầu chính quyền thủ đô Paris đảm bảo an toàn và quyền lợi hợp pháp của công dân Trung Quốc tại Pháp. Động thái diễn ra sau khi một công dân Trung Quốc 56 tuổi bị cảnh sát Pháp bắn chết, dẫn tới các cuộc biểu tình bạo lực liên tiếp trong hai ngày. Ít nhất 3 cảnh sát Pháp bị thương và khoảng 35 người, đa số là người Trung Quốc tại Pháp bị bắt để thẩm vấn. Một máy bay Boeing 737 chở theo 141 người tại Peru đã trượt khỏi đường băng và bốc cháy lúc hạ cánh tại thành phố Jaoja hôm 28 tháng 3. Rất may mắn là không có thiệt hại nào về người. Chiếc máy bay gặp nạn vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 theo giờ địa phương khi đang hạ cánh xuống sân bay tại thành phố Jaoja, cách thủ đô Lima khoảng 265 km về phía đông. Máy bay bị mất kiểm soát sau cú tiếp đất khiến phần cánh bên phải bị gãy và máy bay bắt đầu cháy. Toàn bộ 141 người trên máy bay được sơ tán khẩn cấp và không có ai bị thương nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Hội đồng thành phố Paris của Pháp vừa quyết định chi 20 triệu euro nhằm lắp đặt kính chống đạn bảo vệ cho tháp Eiffel trước nguy cơ bị tấn công khủng bố. Theo quyết định này,
20 triệu euro sẽ được chi cho việc lắp đặt các lớp kính chống đạn, bảo vệ cho tháp Eiffel trước quý 2 năm 2018. Hai lớp kính này được lắp đặt ở hai mặt phía Bắc và Nam của tháp Eiffel. Hai mặt còn lại sẽ được bố trí các hàng rào thép và các trụ sắt cố định. Phó thị trưởng Paris cho biết, chi phí bỏ ra rất lớn, nhưng đây là biện pháp an ninh cần thiết bởi tháp Eiffel là biểu tượng của nước Pháp và cũng là một trong những điểm du lịch thu hút đông du khách nhất thủ đô Paris. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.